Dòng xe SUV hạng xăng Lexus LX600 2022 đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam vào tháng 4 đầu năm nay, nhưng phải 5 tháng sau đó, lô hàng xe Lexus LX600 2022 chính hãng về nước đủ nhiều để trả hàng, cũng như kiếm khách mua. Trong số này, ngoài phiên bản tiêu chuẩn, đại lý chính hãng còn nhập về LX600F Sport 2022. Được biết, đây cũng là chiếc xe SUV hạng xăng Lexus LX600 2022 đầu tiên về nước, thuộc phiên bản F-Sport và hiện chưa rõ xe đã có chủ nhân hay chưa. Chuyên cơ mặt đất Lexus LX600 2022, với phiên bản F-Sport chính hãng đầu tiên về nước có ngoại thất màu xám cùng nội thất đỏ, khá bắt mắt. Hiện nay, giá xe LX600 F-Sport 2022 chính hãng từ 8 tỷ 350 triệu chưa bao gồm lạc kèm theo, cũng như chi phí đăng ký biển số. Trong giải sản phẩm Lexus LX600 2022, bản F-Sport chỉ đứng sau phiên bản VIP của các mẫu xe nhập chính hãng về giá bán, cũng như trang bị. Về nhận diện phiên bản, LX600 F-Sport 2022 có lưới tản nhiệt FMS được sơn đen tương phản màu xám của xe, chi tiết này còn thể hiện rõ hơn khi xe mang màu trắng. Chưa dừng lại đó, xe còn sở hữu la răng hợp kim 22 in, đây là bộ mâm có kích thước lớn nhất cho bản trang bị của chuyên cơ mặt đất Lexus LX600. Chưa hết, SUV hạng xăng Lexus LX600 2022 thuộc phiên bản F-Sport còn có các trang bị khác biệt, như thanh cân bằng phía trước và phía sau, hệ thống treo thích ứng ABS và hệ thống lái trợ lực điện EPS được tinh chỉnh, giúp người lái trải nghiệm phản ứng tốt nhất của xe. Ngoài khác biệt trên, ngoại hình của dòng xe LX600 F-Sport 2022 không có gì thay đổi thêm, xe có đèn LED ma trận, đèn hậu LED được nối với nhau bằng dải LED mỏng, trải dài hết đuôi xe. Trọng lượng xe nhẹ hơn bản trước 200 kg nhờ khung gầm mới và cửa nhôm. Mở cửa bước vào trong khoang lái, nội thất LX600 F-Sport 2022 có màu đỏ đậm, kết hợp cùng các chi tiết bọc da màu đen, gỗ và kim loại, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng cặp màn hình 7 inch và 12.3 inch, ở bảng điều khiển trung tâm chạy hệ điều hành Lexus Interface, cùng dạp H25 loa đến từ thương hiệu McLaren cao cấp. Ở thế hệ thứ 4 này, Lexus LX600 F-Sport 2022 được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5 lít giống với mẫu xe Toyota Land Cruiser 2022 đang làm mưa làm gió tại Việt Nam, với giá bán chênh lệch hơn 1 tỷ rưỡi so với con số công bố của hãng. Trái tim này sẽ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, giúp xe Lexus LX600 2022 tạo ra công suất tối đa 409 mã lực và mô men xoắn cực đại 650 Nm.